Quý vị và các bạn thân mến, trong chiến tranh Việt Nam, ngoài đối đầu quân sự ra thì mặt trận tuyên truyền và binh vận cũng khốc liệt không kém. Nếu ở phía Mỹ và chế độ Sài Gòn có chương trình chiêu hồi thì phía mặt trận giải phóng cũng có chương trình binh địch vận. Sau đây là một số những chính khách, sĩ quan và công chức của chế độ Sài Gòn được ban binh vận thuyết phục theo cách mạng. Ngoài ra cũng bao gồm các nhân vật được phía cách mạng tác động và thuyết phục để theo kháng chiến. Thiếu tá Lê Quang Ninh. Ông Lê Quang Ninh sinh năm 1942 tại tỉnh Mỹ Tho. Cha ông là một cán bộ tiền khởi nghĩa đã từng bị Pháp bắt 3 lần. Cha mẹ ông sinh được 8 người con, tất cả các anh em trong gia đình của ông đều tham gia hoạt động cách mạng kháng Pháp, chống Mỹ. Sau này, mẹ ông được nhà nước phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Theo truyền thống gia đình, ông dấn thân hoạt động cách mạng bí mật trong tổ chức sinh viên, học sinh Mỹ Tho từ phong trào đồng khởi năm 1959. Năm 1963, ông được trưởng ban binh vận tỉnh yêu cầu phải đăng ký khóa học sĩ quan chủ bị Thủ Đức để hoạt động nội tuyến. Cuối năm 1964, tốt nghiệp khóa sĩ quan ở Thủ Đức, ông được ban binh vận yêu cầu tiếp tục chui sâu vào hàng ngũ quân địch. Ông trở thành sĩ quan thuộc Sư đoàn 25 Việt Nam Cộng Hòa. Thời điểm đó, Sư đoàn 25 vừa rời hậu cứ từ Quảng Ngãi về Hậu Nghĩa Đức Hòa để bảo vệ mạn Tây Bắc thủ phủ Sài Gòn. Kể từ đó, mọi biến động và ý đồ quân sự của Sư đoàn 25 đều nằm trong lòng bàn tay của ban binh vận Mỹ Tho. Chiến công nổi tiếng nhất của ông là vào ngày 28 tháng 4 năm 1975, thời điểm này Lê Quang Ninh đang mang hàm thiếu tá, chỉ huy trưởng tiểu đoàn 1 trung đoàn 50, viết tắt là 1/50, thuộc Sư đoàn 25 Việt Nam Cộng Hòa, đóng quân tại thị xã Tây Ninh. Ông đã làm binh biến tuyên truyền binh sĩ dưới quyền phản chiến theo cách mạng trên đường rút về căn cứ Đồng Dù, cụ thể như sau. Thiếu tá Lê Quang Ninh dẫn tiểu đoàn 1/50 gồm hơn 500 quân, dùng xe cơ giới quân vận đi thẳng về ấp Gia Huỳnh, Trảng Bàng, dừng chân tại đình Gia Lộc. Nhận thấy đây là địa điểm thuận lợi để tổ chức ly khai phản chiến, ông nhanh trí mời các sĩ quan trong ban chỉ huy tiểu đoàn hội ý tại chỗ. Bằng lời lẽ chân thành, thiếu tá Ninh phân tích tình hình chính trị Sài Gòn. Tổng thống Thiệu và Thủ tướng Khiêm đã bỏ chạy tháo thân ra nước ngoài, bộ tổng tham mưu không còn ai, ta tiếp tục chiến đấu thì chiến đấu cho ai, có ích lợi gì. Tình hình này ta phải tự cứu lấy mình. Tôi yêu cầu các anh em cùng với tôi ly khai quân đội Việt Nam Cộng Hòa, chở súng về với quân giải phóng. Mọi người bất ngờ, nhưng có lẽ ai cũng đã quá mệt mỏi và thất vọng về cuộc chiến phi nghĩa này, cũng như nhìn rõ sự thất bại của chính quyền Sài Gòn, nên chẳng ai có ý kiến gì. Được đà, thiếu tá Ninh tự giới thiệu, mình là người của mặt trận giải phóng miền Nam, rồi đọc chính sách 7 điểm của mặt trận. Ông kết thúc bằng câu hỏi, anh em có đồng ý phản chiến không? Tất cả đồng loạt giơ tay, đồng ý. Như vậy, ông đã dẫn thành công khoảng 500 binh sĩ theo quân giải phóng. Về sau, Lê Quang Ninh được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trung tá Phạm Văn Đính, Sư đoàn 3 Việt Nam Cộng Hòa. Như những gì chúng ta đã biết, trong chiến dịch xuân hè 1972 và ngày 30 tháng 3 năm 1972, Bộ Tư lệnh Chiến dịch Trị Thiên đã phát lệnh tấn công vào các căn cứ hỏa lực của quân đội Sài Gòn đóng dọc theo vùng giới tuyến nằm trên địa bàn của tỉnh Quảng Trị. Quân giải phóng tổ chức những đợt tấn công dồn dập như vũ bão, chỉ trong một thời gian ngắn giao tranh đã làm tê liệt hoàn toàn những cứ điểm trọng yếu của địch. Lúc 14 giờ 30 phút ngày 2 tháng 4 năm 1972, trước cơn mưa pháo kích như bão lửa của Trung đoàn Pháo binh 38 kết hợp với sức tấn công bằng bộ binh của Sư đoàn 304 chủ lực, vòng vây của căn cứ Caron của địch đã nhanh chóng bị siết chặt từ phía, chỉ huy địch gấp rút xin chi viện nhưng không được. Trong thế ngàn cân treo sợi tóc, Trung tá Phạm Văn Đính, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 56 của Sư đoàn 3 Bộ binh Quân đội Sài Gòn đã sử dụng hệ thống truyền tin để xin được gặp chỉ huy quân ta và tha thiết xin ngưng bắn để treo cờ trắng. Sau đó ông ta dẫn 1.500 binh sĩ dưới quyền của mình trở về với cách mạng. Về sau ông làm giảng viên trường pháo binh của Quân đội Nhân dân Việt Nam và vẫn giữ quân hàm Trung tá. Trung úy Trần Văn On, Phi đoàn 550, vốn là phi công chế độ cũ. Trần Văn On sinh năm 1948 là một phi công phục vụ trong không lực Việt Nam Cộng Hòa, thời gian từ 1973 đến 1975. Và sau đó ông được cách mạng cảm hóa đã chuyển sang Không quân Nhân dân Việt Nam và tham gia trận cường kích quan trọng vào cuối cuộc chiến. Sau khi giải phóng Đà Nẵng, ông Trần Văn On là một trong những người lái máy bay A-37 trong phi đội quyết thắng ném bom Tân Sơn Nhất cùng với phi công Nguyễn Thành Trung. Về sau ông tham gia chiến đấu trong chiến dịch Tây Nam chống lại Khmer Đỏ. Năm 1977, ông On xin ra quân trở về với vợ.
ở xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, tham gia dạy học bổ túc tại địa phương. Sau một thời gian làm ông giáo làng, ông On nghỉ ở nhà làm nông. Phi công Nguyễn Thành Trung. Ông tên thật là Đinh Khắc Trung hay còn gọi là Nam Trung. Ông sinh năm 1947 tại Bến Tre. Sau năm 1954, trừ người anh cả của ông tập kết ra Bắc, cả gia đình ông đều ở lại miền Nam. Năm 1963, cha ông khi đó đang là phó bí thư huyện ủy Châu Thành, Bến Tre, bị chính quyền Việt Nam Cộng Hòa giết chết. Má và em gái ông bị bắt, nhà bị đốt. Ông phải đổi họ sang họ Nguyễn với một lý lịch mới để lánh nạn. Năm 1965, ông được ban binh vận T2 khu 8 thu nạp, đưa lên Sài Gòn tiếp tục học hết bậc phổ thông, rồi vào học ở Đại học Khoa học Sài Gòn, nay là Đại học Khoa học Tự nhiên. Sau đó, ông được cấp trên chỉ đạo thi tuyển vào không lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông trúng tuyển với điểm số cao. Sau đó được chính quyền Việt Nam Cộng Hòa cử đi đào tạo phi công ở các căn cứ Hoa Kỳ. Ông học rất giỏi và được xếp thứ 2 trong tổng số 500 học viên của khóa. Đến năm 1972 thì về nước, đóng quân tại căn cứ Không quân Biên Hòa, biên chế trực thuộc Sư đoàn 30 Không quân, Phi đoàn 540 Thần Hổ. Ngày 8 tháng 4 năm 1975, Nguyễn Thành Trung lúc đó là Trung úy Không lực Việt Nam Cộng Hòa nhận được mệnh lệnh xuất kích từ sân bay Biên Hòa, lúc này thuộc chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Lái máy bay F-5E ném bom Dinh Độc Lập. Lần đầu ném hai quả bom rơi không trúng mục tiêu. Lần cắt bom thứ hai có trúng đích nhưng chỉ có một quả nổ. Ông tiếp tục dùng súng 20mm bắn vào kho xăng nhà bè, rồi lái máy bay đáp xuống an toàn trên đường băng dã chiến bằng đất với đường đáp chỉ 1.000m ở sân bay tỉnh Phước Long. Ngày 22 tháng 4 năm 1975, ông được điều ra sân bay Đà Nẵng để hướng dẫn các phi công miền Bắc lái máy bay A-37 thuộc phi đội Quyết Thắng do quân giải phóng chiếm được và huấn luyện trong vòng một tuần. Chiều ngày 28 tháng 4, theo lệnh của Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh, Nguyễn Thành Trung lần đầu dẫn phi đội gồm 3 chiếc A-37 từ sân bay Thành Sơn, Phan Rang, cất cánh thẳng hướng Sài Gòn, ném bom Tân Sơn Nhất, làm đảo lộn kế hoạch di tản bằng máy bay của người Mỹ, rồi cả phi đội hạ cánh an toàn xuống sân bay Thành Sơn. Trở về với cách mạng, ông được phong quân hàm đại úy quân giải phóng, tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao cả trên bầu trời. Trung tướng Nguyễn Hữu Có, cố vấn quân sự cho Dương Văn Minh vào những ngày cuối cùng. Nhân vật Nguyễn Hữu Có chắc hẳn không còn xa lạ gì với quý vị và các bạn. Ông là một trong những người ủng hộ tướng Dương Văn Minh và các lực lượng thứ ba đầu hàng quân giải phóng vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tuy vậy, sau đó ông vẫn phải đi cải tạo cho đến năm 1987. Sau khi được trả tự do, ông không đi Mỹ mà ở lại Việt Nam. Năm 2004, ông tham gia mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tư cách nhân sĩ tự do. Ông qua đời vào năm 2012. Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, phụ tá tổng tham mưu trưởng cho Dương Văn Minh vào những ngày cuối cùng. Ông Nguyễn Hữu Hạnh được người của ta tiếp cận và cảm hóa từ rất sớm. Đó là khoảng năm 1960, ban binh vận đã thông qua người bác họ của ông là Nguyễn Tấn Thành, cán bộ quân giải phóng, để cảm hóa đại tá Hạnh, làm cơ sở bí mật, mang mật danh là S7 hoặc Sao Mai. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông kêu gọi binh sĩ buông súng, góp phần vô hiệu hóa các đơn vị quân đội Sài Gòn còn sót lại. Sau khi chiến tranh kết thúc, ông được miễn cải tạo. Sau giải phóng, ông là thành viên của mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tư cách nhân sĩ tự do. Ông đã chút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Thống Nhất vào sáng ngày 29 tháng 9 năm 2019, thọ 95 tuổi. Thượng sĩ Nguyễn Văn Minh là điệp viên cách mạng ngay trong lòng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Sài Gòn. Ông Nguyễn Văn Minh sinh năm 1933 tại Hưng Yên trong một gia đình thợ thủ công. Lớn lên, ông vào Sài Gòn tìm việc làm. Lòng yêu nước đã thôi thúc ông tìm đến với cách mạng. 20 tuổi, ông đã là một công nhân hoạt động bí mật cho mặt trận Liên Việt giữa lòng Sài Gòn. Về sau, ông được gài vào làm thư ký văn phòng Bộ Tổng Tham mưu địch, làm tình báo với bí danh H3. Công việc này tạo cơ hội để H3 tiếp xúc với các tài liệu tối mật của địch. Chính vì vậy, những tài liệu tin tức mà H3 cung cấp cho ta rất có giá trị, bảo đảm độ chính xác cao. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông là người bảo vệ thành công tất cả hồ sơ ở Bộ Tổng Tham mưu địch và bàn giao cho quân giải phóng. Ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Dương Văn Minh, Tổng thống cuối cùng của chế độ Sài Gòn. Về ông Dương Văn Minh, đã có quá nhiều sách báo cũng như các hồ sơ tư liệu giải mật sau này công bố chi tiết. Qua đó, ban binh vận đã thông qua người em trai của ông là Dương Văn Nhật, đại tá quân giải phóng, để tác động ông theo thành phần thứ ba. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông ra lệnh buông súng và đầu hàng vô điều kiện, chấm dứt chiến tranh, đồng thời giảm thiểu thương vong hai bên. Sau khi chiến tranh kết thúc, ông được miễn đi cải tạo. Năm 1981, ông sang Pháp chữa bệnh. Năm 1988, sang Mỹ sống với người con gái.
Ông qua đời năm 2001 tại Mỹ. Dân biểu Dương Văn Ba. Dương Văn Ba là một giáo viên triết học, nhà báo và dân biểu đối lập trong Hạ nghị viện khóa 1967-1971 thời Việt Nam Cộng Hòa. Ông cũng là Thứ trưởng Bộ Thông tin trong chính quyền 2 ngày của Tổng thống Dương Văn Minh. Dương Văn Ba kể lại, ông được giấy miễn đi học tập cải tạo và được đặc biệt đi học khóa đặc biệt 3 tuần lễ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức và một năm sau đó được cấp giấy chứng nhận trả lại quyền công dân. Sau khi chiến tranh chấm dứt, ông được tiếp tục làm báo, làm việc cho tờ Nhật báo Tin Sáng. Sau đó ông hoạt động kinh tế, làm phó giám đốc công ty Simeco từ năm 1984. Tuy nhiên sau đó ông bị dính vào vụ án kinh tế và phải ngồi tù tới năm 1995. Ông qua đời vào năm 2015. Đinh Văn Đệ, từng là phó chủ tịch Hạ nghị viện chế độ cũ. Đinh Văn Đệ là một tình báo chiến lược đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng góp phần cho công cuộc thống nhất đất nước. Cuối năm 1967, Ban Binh vận thông qua người vợ của em trai ông là Đinh Văn Huệ, đại tá quân giải phóng, đã tác động ông theo cách mạng. Từ đó ông leo cao, chui sâu vào bộ máy chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, thu thập được nhiều tin tức quan trọng cho cách mạng. Khi được Nguyễn Văn Thiệu cử đến Mỹ để xin viện trợ, ông đã cố tình cho Quốc hội Mỹ thấy rằng chi viện cho chế độ Sài Gòn là vô ích và sự sụp đổ của chế độ Sài Gòn là không thể tránh khỏi. Kết quả là Mỹ đã ngừng viện trợ. Sau chiến tranh, ông được công nhận là điệp viên của quân giải phóng, nhưng chịu nhiều điều tiếng vì từng là chính khách cao cấp của chế độ cũ. Về sau, ông xuất gia theo đạo Cao Đài và sống lặng lẽ. Triệu Quốc Mạnh, cảnh sát trưởng Sài Gòn gia định của Dương Văn Minh những ngày cuối cùng. Năm 1966, khi đang là thẩm phán ở Sài Gòn, ông Mạnh đã bí mật gia nhập Đảng Cộng sản. Sau khi được Dương Văn Minh bổ nhiệm làm cảnh sát trưởng Sài Gòn gia định, ông đã cho thả hết tù nhân chính trị và cấm cảnh sát nổ súng. Nhờ vậy, ông đã vô hiệu hóa được lực lượng cảnh sát. Sau chiến tranh, ông tham gia giảng dạy ở trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và trở thành thành viên của Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Thái Khắc Chuyên, từng làm thông dịch viên cho Mỹ. Bắt đầu từ cuối tháng 8 năm 1969, cùng với nhiều tờ báo lớn ở Mỹ, hàng loạt các tờ báo xuất bản tại Sài Gòn đã cho đăng tải trên trang nhất luật bài dài với những hàng tít đậm nét. Phát hiện một điệp viên nhị trùng của Hà Nội ngay trong cơ quan CIA ở Việt Nam. Thái Khắc Chuyên, điệp viên nhị trùng hay tam trùng? Ai giết Thái Khắc Chuyên? Nhưng phải mãi đến năm 2014, hồ sơ sự thật về điệp viên Thái Khắc Chuyên mới được bạch hóa và một lần này đã minh chứng cho tội ác lẫn sự thất bại của CIA trong cuộc chiến Việt Nam. Từ năm 1961 đến năm 1970, lực lượng an ninh Việt Nam đã sử dụng điệp viên mà CIA gửi ra miền Bắc để dụ CIA gửi trang thiết bị và các nhóm biệt kích ra miền Bắc để rồi bắt sống hoặc tiêu diệt họ. CIA đã tuyển dụng Phạm Chuyên vào năm 1961 để đưa trở lại miền Bắc do thám quê hương mình. B-57 là lực lượng lính mũ nồi xanh của Mỹ có nhiệm vụ theo dõi tin tình báo ở miền Nam. Thái Khắc Chuyên là thông dịch viên cho đội này. Vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm 1969, B-57 đột ngột mất liên lạc với các mật vụ nằm vùng. Sự tình là khi thuyền cập bờ, gián điệp của CIA lập tức đã bị ta bắt giữ và sau đó trở thành điệp viên nhị trùng của Cục Bảo vệ Chính trị, tiền thân của Tổng cục An ninh, Tổng cục Tình báo Bộ Công an. Cơ quan tình báo quyền lực hoạt động theo một mô hình của Liên Xô. Cùng thời điểm này, B-57 phát hiện một đoạn phim đen trắng thu được có hình một sĩ quan quân giải phóng, rất giống Thái Khắc Chuyên. CIA đã lên kế hoạch dụ Chuyên đến phỏng vấn xin việc, nhưng thực chất là tiến hành hỏi cung bằng máy xác định nói dối. Chuyên không vượt qua được máy nói dối, nhưng vẫn một mực cho rằng mình vô tội. Theo nhận định của CIA, Thái Khắc Chuyên đã bị Hà Nội tẩy não, nên các biện pháp khai thác Chuyên đều không moi được điều gì. Vài ngày sau, ông bị CIA ra lệnh thủ tiêu. Có thể thấy rằng chương trình binh vận đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc kháng chiến khi nó làm tê liệt hệ thống chính quyền Sài Gòn và đã làm tan rã tinh thần chiến đấu của binh lính Sài Gòn. Thưa quý vị và các bạn, trên đây chỉ là những gương mặt sĩ quan cộm cán tiêu biểu nhất được cách mạng cảm hóa, quay trở về với nhân dân, với chính nghĩa. Ngoài ra, còn có nhiều những nhân vật của chế độ cũ được tác động theo cách mạng như Vũ Văn Mẫu, cựu thủ tướng, Lý Quý Trung, cựu dân biểu, Lý Chánh Trung, giáo viên, Hồ Ngọc Nhuận, cựu dân biểu, Nguyễn Ngọc Lan, linh mục, Stefano Trân Tín, linh mục, Trần Ngọc Liễng, luật sư, Bùi Chánh Thời, luật sư.